nights don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. Hello mọi người, lại là mình Miha đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đã khá lâu rồi mình mới quay trở lại quay một cái daily vlog cho mọi người. Mặt mới dậy hơi sưng, mọi người thông cảm nhá. Nói chung là hôm nay thì vẫn sẽ là những hoạt động thường ngày của mình, vẫn sẽ là những bữa ăn sáng và get ready cùng mình nhé mọi người ơi. Mời mọi người ăn bánh cầu vồng cùng mình nha. Đáng ra đây là bữa sáng nhưng cuối cùng ngủ dậy muộn quá nó thành bữa trưa luôn ạ. Hôm tới thì mình sẽ vào Sài Gòn mọi người ạ. Lần này được đi sự kiện nhiều, rất là vui luôn. Mặc dù là nó hơi mệt một tí nhưng mà mình quyết định là vẫn sẽ vào Sài Gòn để tham dự sự kiện của Kanye. Thực ra đây là lần đầu tiên mà mình tham dự một sự kiện liên quan đến mỹ phẩm. Đó, trước đấy thì sẽ hay đi kiểu spa các thứ hơn ấy. Thế bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau pack đồ nhá. Mỗi lần mà mình đi du lịch hay đi Sài Gòn nói chung thì mình sẽ pack đồ cũng sương sương thôi, không có gì nhiều. Mua thêm tầm khoảng 20 cân nữa không mọi người ạ? Sẽ có một vali giày và một vali quần áo. Thì đó, chắc chắn là sẽ không thể thiếu với cái bộ ngủ như này được. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would. Đầu tiên là không có sẵn. The ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Cho mọi người xem là mình sẽ tải những cái gì trên cái iPad. Nhưng mọi người có thấy một cái hiện tượng lạ gì không? Đây, mọi người có thấy cái sự nhấp nhòe ở đây không nhỉ? Đấy, thì đây là cái trần nhà của mình. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cái đèn ý, cái đèn nó đã có dấu hiệu hỏng rồi. Và cũng thật là may, đây đúng chắc là cũng là tín hiệu của vũ trụ để cho mình chuẩn bị chuyển nhà đó mọi người ạ. Thì chỉ còn vài hôm nữa thôi là mình sẽ chuyển nhà đi. Đó, nói chung là mình đã sẵn sàng tinh thần để đón một cái nhà mới rồi. Mọi người có thể đón chờ xem vlog, house tour và series chuyển nhà của mình sau nhé. Mình rất là háo hức rồi đây. Thôi phải tắt tạm cái điện này đi cho nó đỡ khó chịu nhá. Mọi người ơi, ngày mai sẽ là lần đầu tiên mình được đi prom của trường mọi người ạ.
Thực ra là cũng một chút hồi hộp xen lẫn là không biết có nên đi hay không. Tại vì sự kiện này được thông báo cho bọn mình trước một ngày trước thềm tốt nghiệp thôi mọi người ạ. Tức là ngày mai mình tham gia sự kiện prom này xong thì ngày kia cũng sẽ đến ngày tốt nghiệp của khóa bọn mình. Nếu các bạn đang thắc mắc là ngày kia có phải là ngày tốt nghiệp của mình hay không thì không nha các bạn. Thực ra đấy là một câu chuyện buồn, thế nhưng mà chắc là đợt này mình sẽ ra trường muộn một chút do mình bị trượt thể dục á mọi người. Thì đấy, nói chung là trường mình có tổ chức một cái prom. Đó, prom này tên là Blue Moon. Dress code của sự kiện là trắng, đen và xanh navy. Trắng đen thì cũng là đơn giản rồi, chắc là mình sẽ mặc màu đen cho nó huyền bí thôi. Đấy, hy vọng là buổi prom sẽ diễn ra tốt đẹp. Có thể mua tượng trưng được một bó cho cả lũ thôi. 1, 2, 3. Ai cũng hoàng dương. 1, 2, 3. Chú nhớ có xinh không? Xinh. Tình hình ngay lúc này nó lĩnh bằng không? Tất cả chúng tôi đang phải đứng đợi rất là lâu. Có những khuôn mặt vô cùng niềm nở. Bởi đây là mới đến từ lúc 11:30. Còn đây là đến từ mấy giờ bạn? 8 giờ. Mày ăn bami. Không ăn bánh mì đâu, mệt mỏi. Đói lắm. Cô em công sở cuối cùng cũng đã được tan ca để đến gặp các bạn. Bị tư bản, đây là nhan sắc giao diện của con người bị tư bản bóc lột. Wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that fancy. Oh, the flowers in my garden never looked as bright as this. Like a happy child, I watch them grow out of only seeds. Butterflies down my stomach. Chị gái yêu đang bỏ bom. Đấy, nó chưa thì đến. Nổ. Hello. When I still feel your lips and I'm back and I'm back to best and I'm back to best. Oh no, no.